đến với đêm giao thông. Giữ nó đi. Thường chị giữ lắm hả? Giữ nó đi gì ạ?
em mua vé má. Không có sao đâu, em lượng nhỏ, lượng nhỏ. Bây giờ dâm lại mở hàng, em hy vọng là quý vị sẽ mở hàng nhiệt tình cho Sài Gòn Cần Thơ nha. Và quý vị thân mến, hồi nãy em có chiếu qua một clip lượt chơi nhưng mà màn hình nó dừng. Dạ, em xin sẽ phổ biến lại một lần nữa dành cho quý vị lần đầu tiên tới với đoàn và không chúng nhân mà chưa có nắm được luật chơi Loto á, thì quý vị có thể hiểu ha. Loto là một cái game văn hóa dân gian của Việt Nam có thể kết nối tất cả chúng ta bằng một tờ vé duy nhất. Trên mỗi tờ vé sẽ có 60 con số tương ứng với 60 cái lần trong lần cầu mà MV đang hỗ trợ bỏ banh vô đó. Mọi người và khi chút xíu nữa tụi em sẽ hát cái bài hát ngẫu nhiên cuối bài hát có một con số quý vị vui lòng dùng tâm sẽ đăng bút viết các phương tiện có trong tay mình chọn vô con số tương ứng làm dấu 4 con trên một hàng ngang được độc giải nha. Khi quý vị mang chút thưởng giơ tay thật nhanh chạy 100 km/h lên sân khấu nhận thưởng dùm cho em nha. Với vòng loại đầu tiên là mỗi lần 20.000 đồng, chúng ta sẽ đến với cổ máy quà tặng. Cổ máy quà tặng đó là khi cổ máy quà tặng Hà ơi, cổ máy quà tặng chị sẽ lên tương trình ngầm đó. Cổ máy quà tặng sẽ có 4 ô vàng tùy xe theo mức độ hên xui và khả năng quay tay của quý vị mà chúng ta sẽ nhận quà nha. Quà số 1 tương đương với voucher 600, quà số 2 voucher 800, quà số 3 voucher 1 triệu, quà số 4 voucher 1.2 triệu. Tùy theo khả năng quay tay của quý vị, mình quay vô ô nào thì mình nhận quà ô đó quý vị nha. Rồi em ơi, mình bỏ banh xong chưa? Xong rồi. À quay TikTok hả? Quay tự nhiên. Rồi gửi tặng em một vé nha. Trời Nhi ơi, à, mình đã xác nhận cho lần cầu có bao nhiêu con số vậy em? 60. Từ mấy tới mấy? Từ 1 đến 60. Cảm ơn em. Em cứ chắc là những lời em nói sau đây sẽ là bằng chứng thứ tòa nha. Dạ chắc chắn ạ. Tặng em một vé. Có bằng vô hình giống như là thi kỳ điện tử. Cảm ơn em rất nhiều ạ. Rồi, cái đúng cái gì? Cái bây giờ, ai cho con em giơ tay ủng hộ cái đẹp màu trà còn 3 vé nữa gì? Màu trà 3 vé, la băng 2 vé luôn. La băng phía này 2 vé gì? Trời ơi, bữa nay la băng thay đổi ông phía đẹp trai quá. Đẹp xuất quá sắc. Đó, dễ thương. Kim sa mắt kè hộp le hộp lụ. Đó, xuất sắc luôn á. Tuyệt vời rồi. Mặc cái quần rất là ok luôn. Ghe luôn được rồi, gì độn xuất sắc. Bên trong là không ai biết được là mang một cái cà phê đâu mọi người. Rồi, cái đúng cái gì? Thế bây giờ ai quét cho ta lúc mắt sẽ bắt đầu dò túi cho đơn vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dòng đội đầu tiên. Rồi dòng đầu tiếp theo, một chú cô chú anh chị dòng tầng lớp vé 20.000 đồng cho quý vị cho mình tham gia đồng dự giùm em. Rồi có một chủ nhân độc giải con số 33 ạ, rồi cho bạn. Rồi ký hiệu dạ 4 2 4 7. Hợp lệ. Dạ con số dự điểm là con 33. Có 1. Dạ 25. Có 2. Dạ 17. Có 3. Số 3. Hợp lệ. Rồi dòng loại đầu tiên dạ 4, hàng ngang 4 con nha Hợp lệ nha. Rồi bây giờ là em mời chị quay cái quay cái này giùm em chị. Mời các bạn xuống giúp em chị quay đi. Cổ máy thời gian của đồ em đó. Quay đi chị. Rồi. Dạ xong xong đó cho các anh em đang phục vụ của chú chị tờ lớp vé 20.000 đồng cho quý vị cho mình tham gia tham dự giùm em. Để những tờ lớp vé mà cô chú chị không đồng giải cho bây giờ dạ. Mình không đồng giải cho bây giờ mình cấp nhỏ đi. Dạ ghi họ và tên mình cấp nhỏ cho quý vị ơi. Dạ quý vị để đó. Dạ lúc 9 giờ rưỡi thì em sẽ báo cho quý vị là lượt đầu tiên nha quý vị ơi. Nhà sở hữu qua là phiếu của chờ mua hàng trị giá 200.000 đồng và kèm theo đó là lượt ký đặc sưởng. Dạ chúc dạ, chị qua số 1 nha. Dạ. Đó, số 1 hả? Rồi mời chị vào trong bên đây nè. Quay gửi chị cái tờ vé nha. Đi chị. Rồi. Cái vé là chị hầu ghi họ tên số điện thoại bỏ vô bốc thăm gì chị may mắn quá số 1 anh Thanh Thái cười hoài dạ rồi dạ dạ các anh em đang phục vụ của chú anh chị nha. Dạ hôm nay là xuất diễn đầu tiên của đoàn ô tô Sài Gòn Công Cờ đêm thứ năm, đó là chủ đề HK La Gà nha quý vị ơi. Sẽ có 5 tiết mục rồi đó quý vị, rất là dễ thương, rất là đặc sắc nha quý vị ơi. Dạ live band đúng không ạ? Dạ live dạ, live band nha. Đúng rồi. Dạ rồi dạ có đẹp bảo ôi Mai Chi hết vé hả? Ủa Mai Chi ra đẹp quá. Nhưng mà hôm nay không có Thái Sơn em nha. Thái Sơn em ở nhà rồi. Vừa đẹp Thủy Tiên. Rồi thôi đi đi. Thủy Tiên. Thủy Tiên còn mấy vé còn nhiều quá Thủy Tiên. Rồi Thủy Tiên xem không có vé nữa mày bước vô trong Thủy Tiên. Dạ rồi dạ người đẹp trong hoa dạ đang phục vụ của chú chị dạ vừa vẽ dạ vừa dạ, dạ những cành hoa tươi thắm nha quý vị ơi. Dạ mình thích hoa dạ các bạn nào thì mình có thể ủng hộ hoa dạ tặng cho bạn đó cho quý vị. Rồi dạ người đẹp phong trà còn 4 vé nhỏ. Wow. Ai Diễm Quệ hết sàn nào? Rồi Diễm Quệ hết chưa? Chưa. À chưa hết luôn. Lý Bình Hào. Lý Bình Hào còn 2 vé. Rồi người đẹp Trầm Bích hết vé. Dạ người đẹp Hiếu My ơi chỉ còn mấy vé chị. Dạ người đẹp Hiếu My còn 2 vé. Rồi cho mình tham gia theo dự giùm em. Rồi quý vị nào đã có lá vé rồi có sân khấu chuẩn bị. Giờ số